Suy dinh dưỡng đang là một vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Cứ trong 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và không bắt kịp đà tăng trưởng. Một trong những nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ. Theo UNICEF, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là một biện pháp tối ưu giúp cung cấp cho trẻ nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong 6 tháng đầu đời. Sau 6 tháng, trẻ bắt đầu ăn các thức ăn bổ sung. Đây là giai đoạn có nguy cơ cao gây thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Tổ chức Liên minh Toàn cầu về Cải thiện Dinh dưỡng GEN là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bổ sung vi chất dinh dưỡng tại hộ gia đình. Các chương trình can thiệp dinh dưỡng trên đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của GEN nhằm hướng đến mục đích phòng ngừa suy dinh dưỡng ở quy mô lớn trên cộng đồng. Dự án phát triển bền vững Việt Nam được phối hợp thực hiện bởi tổ chức IRIS-S, Liên minh Toàn cầu về Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các trung tâm y tế cộng đồng. Mục tiêu của dự án là đưa ra những giải pháp đơn giản và thuận tiện được thực hiện ngay tại nhà nhằm cải thiện dinh dưỡng cho 24.000 trẻ em Việt Nam. Điểm mới của dự án này là đây là lần đầu tiên Viện Dinh dưỡng Quốc gia phát triển và phân phối sản phẩm bột đa vi chất dinh dưỡng đến hệ thống y tế công cộng tại các địa phương để tiêu thụ. Tổ chức GEN và Viện Dinh dưỡng đã sản xuất sản phẩm bột bổ sung đa vi chất dinh dưỡng với 15 vitamin và khoáng chất thiết yếu dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trên đối tượng người tiêu dùng, sản phẩm đã được phát triển với tên thương hiệu Bibomix. Bao bì của sản phẩm rất là bắt mắt, màu sắc tươi sáng, hình ảnh thì rất là hấp dẫn thu hút. Có những hình ảnh của trẻ em, vì thế mà người tiêu dùng rất là dễ nhận thấy là đây là một sản phẩm mà cho trẻ nhỏ. Bibomix là sản phẩm đa vi chất dạng bột, chứa 15 vitamin và khoáng chất thiết yếu, dành đáp ứng đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Và sản phẩm này thì phù hợp cho trẻ, đối tượng trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi và có thể sử dụng là hòa vào trực tiếp với cái thức ăn hàng ngày của trẻ. Bibomix thì được sản xuất là trên dây chuyền sản xuất của Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với cái năng suất sản xuất hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của cộng đồng. Viện Dinh dưỡng và Tổ chức GEN đã thí điểm phân phối sản phẩm Bibomix tại 4 tỉnh. Chúng tôi hàng tháng là có cái sự giao ban hàng tháng với tất cả các cái tuyến cơ sở, xã giao ban với lại huyện và huyện giao ban với lại trên trung tâm thành phố. Qua cái kênh đó thì chúng tôi có thể là khi mà ra họp lồng ghép vào trong cái việc là chúng tôi đặt hàng, sau đó nhận hàng để mang về cho tuyến dưới. Và từ tuyến huyện thì khi lên giao ban thì các xã sẽ lên nhận cái ở trên tuyến huyện. Viện Dinh dưỡng đã tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng cũng như kỹ năng tư vấn dinh dưỡng của các cán bộ y tế về thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhân viên y tế tại các trạm y tế là người mà phân phối các sản phẩm bổ sung đa vi chất dinh dưỡng Bibomix cũng như là tư vấn cho các bà mẹ về cách nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. Chính vì vậy, việc cung cấp cho họ các kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ, nuôi con bằng sữa mẹ, phân phối về công dụng, cách sử dụng sản phẩm Bibomix cũng như là cái phương pháp tư vấn là rất quan trọng. Chúng tôi đang triển khai mô hình điểm và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Sự phát triển của sản phẩm là chìa khóa thành công của dự án. Các vấn đề như là tư vấn cho bà mẹ, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý đã được giải quyết tốt và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng với khoảng 650.000 gói bột bổ sung đa vi chất được bán ra trong gần 3 tháng. Viện Dinh dưỡng chúng tôi cũng đã triển khai rất là chặt chẽ với tổ chức GEN. Đây là một tổ chức toàn cầu giúp cho vấn đề thanh toán cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trong cái quá trình xây dựng dự án cũng như triển khai dự án ở Việt Nam. Và trong quá trình triển khai dự án về phòng chống cái thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của tổ chức IRIS-S thuộc Đại sứ quán Iceland hỗ trợ về mặt kinh phí cho triển khai cái hoạt động là bổ sung gói vi chất dinh dưỡng cho trẻ em tại 4 cái tỉnh ban đầu. Và với những kết quả ban đầu tại 4 tỉnh triển khai dự án thì đây chính là cái cơ sở khoa học cũng như là cái động lực để giúp cho dự án có thể mở rộng dự án hơn tại các cái vùng khó khăn mà tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn cao cũng như thiếu vi chất dinh dưỡng của các cháu cũng còn cao.
Viện Dinh dưỡng, Tổ chức GEN và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã phối hợp hoạt động trong việc cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày của trẻ và góp phần phòng chống thiếu hụt vi chất dinh dưỡng tại Việt Nam. Bổ sung vitamin và khoáng chất hôm nay cho sự vượt trội của bé ngày mai.